Cái gì ấy? Trâu, trâu nó đang ngầm nhanh lắm đấy. Nó đang ngầm phơi. Đây, quay cho mọi người xem. Nó đang ngầm phơi đấy mọi người. Đấy. Nắng ra nó ra nó phơi ngay. Nó làm thích trên kia này. Đấy. Cái loài. Nãy ơi. Tôi đang sang chỗ anh ấy. Ừ, được con này quá tốt. Bên dưới nhá. Luôn. Ôi đâu à? Rồi. Ui, kia. Anh đại. Đấy. À, rồi. Ê. Ngon, tuyệt vời luôn. Đây rồi, đây rồi. Ui trời. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm cũng rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ui, nắng thế. Ăn hết được còn đâu mà có. Vậy thiếu vậy xuống đâu. Ủa kia có đây. Ui kia chín đấy. Chỗ nhà ấy kìa. Chỗ nhà mái trắng kìa. Chín nhỉ. Đỏ chót luôn. Xuống ăn đi. Có vẻ không đói đấy. Hả? Cái gì ấy? Rắn gì? Vàng á. Đâu? Bên này. Dung. Đây. Có nó phét đâu? Phét gì? Đâu? Cái gì kìa? Thấy chưa? À. Kìa anh Đại ơi. Đây. Sao đây thấy? Anh ở chỗ đấy cái cây nó che rồi. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Ui giời. Nó đang phơi nắng. Ui làm đi đi. Thật. Ui con này to thế. To vãi luôn. To luôn. Mọi người to này to đấy. Ừ. Ui to giời. Thật. Hổ châu mọi người. Đây quay cho mọi người xem. Nó đang làm phơi đấy mọi người. Đấy. Nắng cái nó ra nó phơi ngay. Nó làm tít trên kia này. Đấy. Cái loài to phơi. Cái này khá to luôn mọi người nhỉ. To chứ. Đây này, mọi người thấy không? Đấy, kéo tay mình chỉ đấy. Hả? Kiểu cứ đừng lột đầy cái kia bàn kìa. Bắt đi anh Tuyên, kéo lên đi. Ôi, tao nhìn thấy cái kiểu tổ ong trên kia đây. Không. Trên đỉnh khoảng cây đi kéo lên. Kiến. Kiến hay không? Kiến. Bắt đi. Mấy info hay là kiểu gì được nhỉ? Cái này á?
Cái này bây giờ cho nó ấy xuống chạy xuống dưới. Bây giờ chỉ đập đít cho nó lao xuống thôi. Lao thấp thấp thôi. Giờ cứ lò mò lên trên xong rồi nó có lao đi đâu thì là mình bắt nhá. Ừ. Nhẹ thôi. Đấy, em ấy làm ít ít luôn mọi người ạ. Đấy, ngon rồi. Con này to đấy. Con này thuộc dòng con đấy. Hơn 2 cân. Con này thuộc hàng loại 1 rồi. Ui. Hàng răng đang lên đấy. À, đang đi. Bịt ngay rồi. Mình tính. Mày đưa máy đây anh quay cho mọi người xem. Con này nó to. Đứt rồi. Đây mọi người này. Ui dồi ôi, con này to là thế to. Con này là đỉnh của chóp rồi. Đây. Đây nó đã vẫn đang đâu? Nó vẫn đang nằm đây này. Ôi ôi. Ui nhìn cái nước da của nó kìa. Trắng như ngọc trinh. Quá tuyệt vời luôn. Đấy say. Còn chưa. Đẹp chưa? Thế này các cụ đã thấy phê chưa? Cái đấy anh mà trèo lên tí nó làm bắt nhưng mà... Ui đuôi nó dài mênh mông này. Con này eo thon đít gọn. Ui đẹp thật. Vãng người mẫu nhá. Chân dài. À nhưng mà thằng này thằng đực. Thằng đực á? Đực nhưng mà chả là chân dài. Thằng này dáng siêu mẫu. Kìa. Lần nữa kìa. Uầy. Động cái nó đi ngay. Ôi thôi đi rồi. Ui nó lên ngọn rồi. Ui. Thôi lên ngọn rồi. Thôi sau rồi. Đấy động cái nó gì ngay. Nó đi luôn đi. Ui leo đến mãi trên ngọn rồi. Đâu? Lên đỉnh của chóp. Được rồi. Mãi tìm thì mãi trừ lại. To nhỉ. Anh dùng cho nó có thốn không nào? Bộ xít em các cậu. Ăn bộ xít đây. Nhiều bộ xít hả? Tôi nghĩ là móc để dưới là đừng đắm hả? Cẩn thận anh nhá. Cái móc không nhỉ? Móc ở dưới đấy. Cái móc đại chọc cho nó cứng thoát đấy. Ui kiến. Này ơi. Ui. Có đến không anh? Có đến không? Có đến không? Đến nhưng mà nó đang ở trên cái móc đấy phải không? Mày đưa anh cái móc đấy. Ở đâu rồi? Cái kiến này. Ui. Vào thân đi anh em ơi. Vào thân đi anh em ơi. Úi xa rồi. Được. Rồi. Ê. Ui. Kìa. Tao nó mổ. Ui. Cái kìa. Tao nó có. Ui to. To. Ui. To dã man luôn. Ui xa. Nhìn trướng thôi. Ui là. Ui. Tuyên. Nhìn cái bên cạnh. Nhìn cái bên cạnh xem nào. Cái gì đấy? Hình như vừa thấy cái đuôi nó thò thò kia kìa. Sao? Thấy không? Có hàng à? Hình như em nhìn thấy một con ở chỗ cây kia. Có luôn. Có. Một đôi à? Ui giời ơi. Đây mọi người. Ui giời ơi mọi người này. Nhìn nó quấn này. Ui giời nó nào. Kinh nhỉ. Ui nó thò. Thấy không? Đây cái đuôi đây rồi. Anh đại bắt con này nhá. Được rồi. Để em mình xuống cái kia đi. Con nó ngon rồi. To. To đấy. Đâu? Được rồi. Được chưa? Chưa. Ủa đúng rồi. Ôi, lươn nhanh nhỉ. Cái này nó có đến đây. Chỗ nó chặn nhanh đấy. Khả năng là chúng được, khả năng bắt con kia đi. Để em thoi con này cho. Thoi nhé. Ừ. Ôi giời ơi. Tỏ dã man luôn rồi ạ. Này, tóm đi. Úi sời ơi. À, mổ. Chả nó mổ. Kinh nhá. Cầm ra đây quay cho mình xem. Con này nó nằm yên rồi. Kinh. Mình xem con này khá là to rồi. Đấy. Cái phê nhá. Ui. Tăng quăng nhá. Ui nhá. Ui. Úi sời. Gặp cái hàng này rất là phê luôn mọi người này. Mọi người thấy chưa? Đấy. Kinh thật. Khúc nào ra khúc đấy nhỉ. Quá tuyệt vời luôn. Ui, con tổ. Kia lượn nhanh nhỉ. To. Trên kia trên cây à. To lắm đấy. Một đôi rồi. Một đôi ấy. Một đôi rồi. Ai vậy? Con làm đâu rồi? Đây, chiếc trên này.
kinh thật. Đâu, nó làm đâu? Đấy. Thế nó ra đây thì thấy. Ấy, một người này đấy, cái đầu nó ở chỗ này này. À, kia. Đấy chưa? Ôi giời. Con này cũng dã man đúng không ạ? Ngon luôn. Dã man đấy ông ơi. Tuyên, nhanh. Làm yên. Nó chạy đấy. Con kia nó đang làm yên. Con này á, đúng không? Hai con đâu phơi lắng, giao lưu, giao cầu. Còn luôn. Giao lưu, giao cối này hả? Mắt tuyệt vời luôn. Khả năng nó chạy vào tới đầu chưa đấy. Ừ. Nó ở bên này đâu, có bên kia. Mày trèo lên đây đi để anh đuổi cái ấy đi. Để anh đứng đây anh đuổi. Ngon rồi. Nó vào đấy thì... Ui, bọt xít. Bọt xít á? Xít thôi, tốt. Cối lắm. Xít lắm lắm. Đây. Ui, nó di chuyển kìa. Ui, lại quay lại. Trèo lên đi. Đâu rồi? Vẫn đang ở chỗ đấy. Cứ bình tĩnh. Ôi. Rồi. Rồi, quay cho mọi người xem à. Quay cho mọi người xem. Sang theo chỗ anh Đại đấy. Anh Đại ơi. Ôi. Tôi đang sang chỗ anh đấy. Ừ, được, con này quá tốt. Bên dưới nhá. Luôn. Ôi đâu à? Đâu rồi. Ui. Đâu rồi. Ui. Đâu rồi. Nhanh thật. Phải lên đi để anh đứng dưới anh phi cho. Úi trời ơi. Lên đỉnh chưa? Lên đỉnh rồi. À. Đi chưa? Ui, kéo nhìn lên. Mày nói lên chiếc trên kia là không chơi nó đâu. Này, mau lên. Chiếc trên kia có cái cây à, bám đuôi nhìn lên. Có dây à. Nó lên trên cây cao thì làm sao bắt được, nhanh lên. Ở đây có dây đấy. Ờ. Thấy không? Đấy, túm đuôi đi. Rồi. Mẹ nó đang định lươn theo kia kìa. Mẹ nó mà leo lên cây này là hơi tết việc ấy. Ờ thì em bảo rồi. Ôi. Có bắt được chưa? Bỏ móc xuống. Đầu nó đang này. À, bỏ móc xuống. À. Ném đi. Rồi. Kinh nhỉ. Nó kéo móc. À nó đang chuẩn bị xuống dưới. Đấy nó dưới chưa? Nó về tận đằng này cơ. Thả xuống nhá. Thả nó sang cây này đấy. Thả xuống nó sau kia. Được rồi, em bấy đi. Nó kéo mạnh lắm. Kéo đi, thả đi. Rồi. Ui, kìa. Anh Đại. Thấy không? À. Rồi. Ngon. Tuyệt vời luôn. Đây rồi. Ui sợi. Ui sợi. Đâu rồi. Ui, đây này. Lao như cái tên. Ui sợi. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ui, con này to đấy. Ui. Nó to hơn con kia nhiều. To luôn. Ui. Con này giữ thì thôi rồi giữ. Ui. Có quẩn liên tục. Ui. Mổ thôi được. Cẩn thận cây lại cắm luôn đít vào đấy. Đúng rồi. Kiếp nó khử ác kìa. Con hổ trâu cực kỳ to, hai con cực kỳ to. Đó, ngon. Đã ngon lại còn phê. Thịt mất nhỉ. Nó chạy xuống đất nhanh cả đấy. Ui giời. May cho chỗ này cũng con này nó vàng. Lao xuống đất kìa. May. Không rộng mấy. Nó bừ. Nó mà lên bên trên là mất đấy. Nó mà lên bên cây kia hết rồi. Đấy. Cái gì. Nó leo trên kia hết rồi ấy. Ui trời ơi. Hổ trâu nó di chuyển trên cây rất là nhanh rồi. Hàng rất là ngon luôn. Cái con này đặc điểm mổ luôn. Con này thì nó lại đặc điểm mọi địa hình đều nhanh cả. Cây nhanh, bơi nước cũng nhanh, lặn cũng giỏi. Đây rồi. Đẹp chưa? Đã to mọi người. Ui giời ơi. Đã đời luôn. Con này cũng dã người mẫu đây. Con này bị béo ấy rồi. Eo thon. Con này giống mày cháu ấy. Đâu người nhá. Béo bụng ấy. Đẹp á. Thì anh em mình cũng rất là may mắn luôn. Gặp được một đôi rất là to mọi người. Đây, con này khả năng là con đực với con cái này. Con này đen nhỉ. Đấy. Ui, quá mày. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ mấy anh em lại kiểm tra xung quanh đây xem có cái gì không thì lại quay cho mọi người xem. Mọi người xem video nhớ ủng hộ mình cũng như toàn thể anh em trong team nhá. Xin chào cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Nặng lắm.